Theo điều tra ban đầu, lúc 13h30 ngày 15 tháng 9, Công an xã Phước Đông huyện Gò Dầu nhận đơn tố cáo từ gia đình của cháu Nguyễn N. 2009, ngụ huyện Gò Dầu, về việc bị Tùng sờ vào những nơi nhạy cảm của cháu trong phòng trọ. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Tùng thừa nhận, vào ngày 14 tháng 9, sau khi uống cà phê, Tùng trở về phòng trọ mở điện thoại xem phim kích dục. Thấy cháu N ở phòng trọ một mình nên Tùng nảy sinh ý định tìm cháu N để thỏa mãn nhu cầu. Tùng vào phòng trọ của gia đình cháu N để dâm ô với nạn nhân. Thấy N dùng dãy kêu la nên Tùng buông ra rồi về phòng trọ của mình ngủ.